Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip ngắn ngắn này để chia sẻ cho anh em mình một cái cách ghép cây ha. Thì ghép cây nói chung thôi, cây nào cũng vậy. Nhưng mà tại sao là phải ghép cây ha? Thì đối với những cái cây mà anh em trồng từ cái rễ á, có những cây nó có thể lên sống ra mầm. Còn đối với cây hoa giấy nè, đặc biệt hoa giấy nè, thì anh em trồng từ rễ nó mình thấy là hầu như là nó không có ra mầm đó anh em, bắt buộc mình phải ghép ha, mình phải ghép nó thì nó mới sống mà ra mầm được, chứ không thì anh em trồng hoài thì nó cũng nó không ra mầm. Thì để ghép cây á là anh em nên chọn cho mình một cái cành ha, nhỏ thôi, không cần lớn ha, nhưng mà nó phải nói chung là nó phải khỏe ha. Và cái thứ nhất đó là cái thứ hai nữa anh em làm là phải anh em phải làm cho nó nhanh, là trong cái lúc mà mình cắt cái cành á thì anh em phải ghép liền, chứ anh em đừng có để cái cành nó bị héo quá thì nó cái tỷ lệ nó thành công thấp nha anh em ha. Đó, thì sau khi mình được cái cành rồi nè thì mình xẻ một cái rãnh nha anh em ha. Đó, xẻ một cái rãnh nhỏ thôi để vừa vừa với cái cành ghép của mình thôi. Đó, không quá lớn. Đó, anh chỉ cần xẻ cái gánh như vậy, làm đơn giản lắm anh em, tách nó ra như vậy nè. Đó, và trong khi tách đó, thì anh em làm nhẹ nhẹ ha, nếu mà anh em có cái dao mà ghép chuyên dụng thì nó sẽ nhanh hơn, còn cái dao gọt giấy thì cũng được, nói chung không sao hết, nhưng mà quan trọng là anh em làm phải cho nó nhanh. Và anh em lưu ý á, đừng có ham để cái cành ghép nó dài, cái cành ghép mà càng ngắn á, càng ngắn nha, càng ngắn mà nó anh em không để lá nhiều nha anh em ha. Anh em chỉ ghép một cái mắt, quan trọng là một cái mắt thôi, một cái mắt lá, và đương nhiên là cái mắt này phải có là mắt lá nha anh em nha, chứ không cái mắt không thì không được nha. Đó, nó có một hai cái lá như vậy nè, đó càng ngắn thì càng tốt. Nó tại vì anh em biết không, cái cành mà nó lớn quá, nó dài quá thì cái mắt ghép này nó không đủ nuôi cái cành, thì cái tỷ lệ thành công nó thấp lắm anh em ha. Đó, càng ngắn thì càng tốt, nhưng mà anh em làm phải cho nó nhanh, đừng có để thời gian lâu quá thì cái cành nó bị khô đi, là anh em ghép nó tỷ lệ nó thành công nó thấp lắm. Đơn giản lắm anh em cứ ghim vô cái mình lấy băng keo đen nè, băng keo điện anh em mình quấn lại. Nếu mà anh em không có dạng như PE thì anh em có thể dùng băng keo điện này quấn lại. Cái băng keo này thì chủ yếu là mình siết cho nó hai cái mắt ghép cho nó dính lại nhau thôi, chứ nó không có tác dụng gì hết á. Người ta có thể dùng bằng ni lông này cũng được, hoặc là anh em dùng dạng mà giấy nhựa anh em cũng được, nói chung là làm gì làm nó làm sao mà cho hai cái mắt ghép nó dính lại nhau thiệt là chặt là được anh em ạ, đơn giản lắm đó. Một cái quan trọng thứ hai nữa là khi mà anh em quấn về xong, nhất định là anh em phải chùm bao ni lông lại cái khoảng này ha. Nếu mà anh em không chùm lại á, là cái tỷ lệ thành công nó rất là thấp, hầu như là nó không thành công luôn đó. Tại vì anh em biết á, cái nếu mà anh em không chùm lại để giữ cái mắt ghép để tươi á, là anh em để ở ngoài á, là gió hoặc là nắng là nó sẽ không có sống nha anh em. Nhất định anh em ghép xong anh em phải chùm cái bao ni lông lại, lớn nhỏ gì cũng được, anh em chùm lại, chùm cái này lại đó, để tầm khoảng 3 tuần đến 1 tháng thì nó sẽ mọc mầm anh em ha. Mình chúc anh em thành công nha.